Xin sư giải thích rõ hơn về bố thí ba la mật. Nếu có người đến quyên góp tiền, nhỡ biết họ lừa đảo thì có bố thí không? Tại con nghe sư giảng bố thí ba la mật là họ cần gì thì mình phải cho họ, hồi hướng có cần đọc ra tiếng không? Đọc thầm trong tâm có được không? Xin sư giảng cho con về niệm tăng, niệm thiên, niệm niết bàn. Thưa quý vị đó, ba la mật là gì? Nhiều người đó họ thần thánh quá cái chữ ba la mật, thành ra đó đâm ra họ không hiểu gì hết. Cái gọi là ba la mật đó, là tất cả các thiện pháp làm với mục đích đưa đến giác ngộ giải thoát thì gọi nó là ba la mật. Tất cả các thiện pháp không giới hạn ở con số 6 hay con số 10, mà tất cả các thiện pháp quý vị làm với mục đích hướng đến cái quả vị giải thoát thì gọi nó là ba la mật. Chứ còn mà mình bỏ mạng, mình hy sinh cái tính mạng mình chỉ bởi vì là mình yêu thích đối phương, ví dụ như là mẹ thương con, hy sinh tính mạng vì đứa con thì cao thượng, thì có cao thượng đó, mà hỏi có phải ba la mật hay không thì không phải. Bởi vì người mẹ hy sinh cái đó đó không nhằm mục đích hướng đến sự giải thoát giác ngộ. Nó khác với Bồ Tát, khi Bồ Tát xả bỏ thân mạng của mình hoặc xả bỏ tài sản của mình thì ngài xả bỏ nhằm mục đích hướng đến sự giải thoát giác ngộ, cho nên gọi nó là ba la mật. Đó. Bố thí cũng vậy thôi. Bố thí ba la mật là khi chúng ta bố thí nhằm mục đích hướng đến sự giải thoát giác ngộ thì đó gọi là bố thí ba la mật. Còn khi mà có người mà mình biết họ lừa đảo mà hỏi rồi mình có bố thí cho họ hay không đó thì xin thưa như thế này, có những sự bố thí mà nó đem lại cái kết quả đau khổ chứ không phải cái sự bố thí nào cũng đem lại kết quả hạnh phúc. Có những sự bố thí mà khiến cho người bố thí đi địa ngục, đó là gì? Bố thí vũ khí, bố thí thuốc độc, bố thí người nữ đến với người nam để thỏa mãn tính dục, bố thí người nam đến với người nữ để thỏa mãn tính dục, bố thí con thú đực đến con thú cái để nhằm mục đích gieo giống, bố thí con thú cái đến con thú đực nhằm mục đích gieo giống. Những sự bố thí đó là những sự bố thí đi địa ngục. Như vậy có nghĩa là sao? Chúng ta bố thí cái gì đó mà nó đem lại sự tai hại thì sự bố thí đó là không nên. Giả như chúng ta biết cái đối phương đó là họ lừa đảo mà mình vẫn bố thí cho họ thì có nghĩa là mình đang ủng hộ cái sự lừa đảo đó. Thì nếu như mà quý vị nói là cái sự bố thí đó đó mà nó đem lại lợi ích đó, thì phải xem lại. Thành ra đó khi chúng ta làm các việc thiện, các việc phước đức phải có trí tuệ đi kèm, phải có trí tuệ đi kèm. Có những khi đó chúng ta từ chối không phải vì chúng ta keo kiệt, mà chúng ta từ chối bởi vì chúng ta bảo vệ những cái lớn lao hơn, những cái quan trọng hơn. Ờ,